Chị út có đúng không lớp mình? Dạ. Em cho câu chuyện cô vừa kể có
con phải bận cỏ xong mấy cái chậu này đã. Nghe chị đã nói sắp con giận dữ. Thương mẹ, mà còn cọ chậu rồi mới về thăm mẹ. Thôi, chị cứ ở đó mà cọ chậu suốt đời chị đi. Sắp con vừa dứt lời thì chị đã biến thành một con rùa bò ra khỏi nhà đi mãi. Sắp con đi vòng rã một ngày một đêm nữa thì đã
chị. Bò ra đây, bò ra ngoài cửa luôn, cho nó bò ra ngoài cửa luôn.